Xin kính chào bà con. Hôm nay là thứ ba, ngày 12 tây tháng 9 năm 2023. Lời nói đầu tiên thì chạy Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long xin kính chúc bà con một buổi sáng được nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân ha. Thì hôm nay mình có cái duyên mình gửi cái sân khấu Trùng Quế cho anh Minh ở bến xe 91B thành phố Cần Thơ. Thì anh Minh này mua của tôi là có 50kg thôi nha bà con, 50kg sân khấu Trùng Quế giống. Nhưng điều tôi tặng thêm cho ảnh là tới 30%, là nếu 100kg thì tặng thêm 30kg ha. Nhưng điều bà con xem nè, chia sẻ đó bà con xem. Cái này là cái thùng này là tôi vô tới 36kg mấy lần nè bà con xem nè ha. Cái này là những cái tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả bà con nông dân, mà nhất là những bà con nào khởi nghiệp về cái lĩnh vực sinh khối Trùng Quế giống. Trên cái phương diện mua bán thì tôi bán 20.000 đồng một ký sinh khối Trùng Quế giống nha. Tôi xin thưa với bà con, tôi công khai luôn cái giá tôi bán là 20.000 đồng trên một ký sinh khối Trùng Quế giống. Nhưng điều mỗi 100kg đó thì tôi sẽ tặng thêm cho bà con từ 20% hoặc tới 30% trên 100kg. Còn cái kỹ thuật nuôi thì tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả bà con nông dân suốt cái quá trình để bà con nuôi để nó thành công. Thì tôi chia sẻ luôn để bà con biết là mỗi một mét vuông chạy để bà con nuôi sinh khối Trùng Quế giống, mỗi một mét vuông thì bà con nuôi từ 20kg cho tới 25kg sinh khối Trùng Quế giống, để nó mới đạt được cái mục tiêu tối thiểu nhất thành công cho bà con nha. Tôi chia sẻ luôn đó thì bà con xem nè. Đây một thùng đó, qua đây một thùng nữa nè bà con xem đây ha. Thì hai thùng nè bà con xem ha. Tôi chia sẻ như vậy thì nó quá cận cảnh rồi đó, mà này tôi chia sẻ luôn. Cái thùng kia là tại vì tôi dán băng keo rồi. Thì tôi xin thưa với bà con là trong cái sinh khối Trùng Quế giống nó gồm có những gì, thì xin thưa với bà con là trong cái sinh khối Trùng Quế giống nó sẽ có cái con trùng bố mẹ. Tôi bưng lên để cho bà con xem. Đây, nó có con trùng bố mẹ ha, bà con xem nè, nó phải có. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó phải có trứng kén. Trứng kén là bà con về nuôi mới thành công, chứ không là nuôi không thành công. Đây đó, bà con xem nè ha, chia sẻ luôn cho bà con xem cận cảnh luôn. Còn mấy cái mà cái bột trắng trắng này là cái voi nha bà con, cái voi bột để tôi gắt vòng vòng nó để gì hạn chế cái con trùng nó bò ra ngoài đó. Nè, chia sẻ bà con xem ha. Thì trong sinh khối Trùng Quế nó gồm những gì? Thì gồm con trùng bự, trùng nhỏ, trùng con, trứng kén. Thì về bà con mình nuôi mới nó mới đạt nha bà con, chứ cái con trùng bự không thì bà con nuôi nó cũng không đạt đó. Nếu bà con nào có xem những cái đoạn video thế này nè mà thấy hay hay á, thì bà con hãy cho tôi một like, bà con hãy đăng ký vào cái nút chuông phía bên góc tay phải của cái điện thoại của các bạn đó, ở trên cái kênh YouTube Trại Trùng Quế Hai Ngôn đó, thì những cái lời ghi nhận của bà con thì tôi sẽ ghi nhận được liền ha. Bà con hãy đăng ký vào cái kênh YouTube Trại Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long với số điện thoại rất quen thuộc là 0986203159. Đây tôi chia sẻ luôn cho bà con xem. Tôi không có còn nuôi bò nhiều như lúc trước, nhưng đều 4 con bò này thôi là của đứa em ha. Tôi cho đứa em mượn cái chuồng để đứa em nuôi. Thì tôi sẽ tận dụng cái phân bò như thế này đây đó, để tôi nuôi con trùng quế. Còn không đủ cái phân bò cho trùng quế ăn thì tôi sẽ đi mua thêm cái phân bò từ nơi khác về đó. Thì bà con xem những cái cảnh như vậy thì nó quá quen thuộc rồi ha, nó không có gì lạ với bà con hết nha bà con ha. Những cái cảnh này nè đó, quá quen à. Thì trước khi kết thúc cái đoạn video á, thì tôi xin kính chúc bà con một buổi sáng được nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân. Tôi xin hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Bà con xem nè, đây là cái trại Trùng Quế của tôi ha. Xin kính chào bà con.